Dự đoán của Adnan đã trở thành sự thật. Núi lửa Iceland phun trào báo động, 1.400 trận động đất trong một ngày. Vào sáng ngày 14 tháng 1, tại Iceland, nơi được biết đến là vương quốc mặt băng dạ lửa, một trận phun trào núi lửa đã xảy ra. Dung nham tràn vào thị trấn đánh cá gần đó, khiến những ngôi nhà nằm ở rìa thị trấn bắt đầu bốc cháy. Để đảm bảo an toàn, thị trấn Grindavik đã ban hành tình trạng khẩn cấp và sắp xếp sơ tán cư dân xung quanh. Nhiều người đã phải rời bỏ quê hương. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, một trận phun trào núi lửa cũng đã xảy ra ở phía đông bắc của Grindavik. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, bán đảo đã trải qua hai trận phun trào núi lửa và tình trạng động đất liên tục. Máy ghi địa chấn ghi nhận rằng, trong vòng 24 giờ, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 11 năm trước, đã có hơn 1.400 dư chấn xảy ra. Con số đáng kinh ngạc này gợi nhớ đến những gì Adnan đã dự đoán cho năm 2024. Anh tuyên bố dựa trên dự báo chiêm tinh học vẽ đà rằng năm 2024 sẽ là một năm đầy biến động. Cả thế giới sẽ chứng kiến một loạt động đất và núi lửa phun trào với quy mô lớn. Đến nay, sự cô đặc của núi lửa trên đảo Heimaey đã có dấu hiệu giảm đi, nhưng mức độ thiệt hại gây ra vẫn không hề ước tính được. Liệu tình hình thế giới sẽ có những biến động như thần đồng tiên tri đã dự đoán? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Vào lúc 7 giờ 57 phút sáng ngày 14 tháng 1 theo giờ địa phương, núi lửa bắt đầu liên tục phun cho nham trên bán đảo Reykjanes, phía tây nam Iceland. Hình ảnh từ camera cho thấy dung nham đã tràn vào thị trấn nhỏ Grindavik gần đó, khiến một số ngôi nhà bắt đầu bốc cháy. Để đảm bảo an toàn, cư dân thị trấn Grindavik đã được sơ tán ngay trong ngày. Lực lượng cứu hộ và các nhà khoa học đã tiến hành đánh giá. Kết quả cho thấy, do hoạt động địa chất tại Iceland diễn ra phổ biến, những vụ phun trào núi lửa diễn ra thường xuyên, khiến dung nham tràn vào, gây thu hẹp diện tích mặt đất của thị trấn Grindavik. Theo kết quả kiểm tra, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy dung nham đã giảm tốc độ hoặc dừng lại. Mức độ thiệt hại, thời gian kéo dài cũng như mức độ nghiêm trọng của dung nham vẫn đang được quan sát một cách cẩn thận. Bộ Quốc phòng Iceland đã nâng cấp cảnh báo lên mức khẩn cấp cao nhất, cho thấy sự phun trào của núi lửa lần này đã leo thang lên trạng thái khẩn cấp cao nhất, có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với con người, tài sản và môi trường. Báo cáo cho biết, đây là lần phun trào thứ 3 của núi lửa này trong thời gian chưa đầy một tháng. Vào tháng 11 năm 2023, Iceland đã liên tiếp xảy ra động đất dẫn đến việc mặt đất bị nứt nẻ. Các nhà khoa học cảnh báo rằng hoạt động địa chấn đã tăng lên đáng kể và núi lửa dự kiến sẽ sớm hoạt động. Chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 4.000 cư dân của thị trấn Grindavik. Mọi người đều cầu nguyện rằng núi lửa sẽ không phun trào. Nhưng vào lúc 22 giờ 17 phút ngày 18 tháng 12, sau một chuỗi các cơn động đất, một ngọn núi lửa trên bán đảo Reykjanes của Iceland đã bắt đầu phun trào. Sau khi sự kiện kết thúc, Iceland đã bắt đầu xây dựng các công trình phòng thủ, nhưng chưa kịp hoàn thiện thì núi lửa lại phun trào một lần nữa. Con người có thể tính toán trước nhưng không thể kiểm soát được thiên tai. Khi công trình phòng thủ vẫn đang được xây dựng, lần phun trào thứ 3 đã diễn ra và sự tấn công của núi lửa đã vượt qua cấu trúc phòng thủ, khiến dòng nham thạch tràn vào thị trấn nhỏ, bắt đầu thiêu rụi nhà cửa. Vậy tại sao Iceland lại xảy ra nhiều sự với các trận động đất thường xuyên và các vụ phun trào núi lửa nghiêm trọng? Trên thực tế, Iceland nằm trên vùng hoạt động núi lửa cuối cùng của Đại Tây Dương. Tại điểm giao nhau của các mảng kiến tạo lục địa lớn, với hoạt động địa chất thường xuyên cùng khoảng 33 ngọn núi lửa đang đứng đầu ở châu Âu. Chỉ trong 3 năm qua, Iceland đã trải qua nhiều trận động đất và phun trào núi lửa. Khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2021, chỉ trong 20 ngày ngắn ngủi, nơi đây đã ghi nhận hơn 50.000 trận động đất, tương đương trung bình mỗi ngày xảy ra hơn 2.500 trận. Ngoài ra, kể từ năm 2021, hầu như liên tục mỗi tháng đều xuất hiện một trận phun trào núi lửa lớn. Những con số này và hình ảnh này khiến thế giới kinh ngạc bởi sức mạnh của núi lửa là không thể xem thường. Ví dụ như siêu núi lửa thuộc công viên quốc gia Yellowstone ở Mỹ có miệng phun trào lớn đến 85 km, lượng nham thạch đạt 4.000 km khối và năng lượng phun trào của nó tương đương với 6 quả bom nguyên tử Hiroshima. Điều mà nhiều người không biết là chu kỳ phun trào của siêu núi lửa này là khoảng 60 năm, nhưng hiện tại đã hơn 640.000 năm kể từ lần phun trào cuối cùng. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng áp suất dưới lòng đất đang không ngừng tăng, bề mặt đất cũng đang tiếp tục nâng lên và hoạt động địa chấn đang diễn ra ngày càng thường xuyên.
số lượng đài phun nước cùng suối nước nóng đang ngày càng gia tăng và thay đổi không ngừng. Tất cả đều là dấu hiệu cho sự phun trào sắp xảy ra. Nếu siêu núi lửa này thực sự phun trào, sẽ gây ra những thiệt hại khôn lường, tương tự như thời kỳ khủng long tuyệt chủng. Vậy nên, siêu núi lửa là hiện tượng mà toàn bộ các khu vực Bắc Mỹ, thậm chí là toàn cầu đều vô cùng quan tâm. Khởi đầu cho năm 2024 là những hiện tượng vô cùng bất thường khi động đất ở Nhật Bản, núi lửa phun trào, thiên tai tự nhiên liên tục xảy ra. Ngoài ra còn những cuộc chiến tranh về lương thực, cũng như cuộc chiến văn hóa giữa các quốc gia lớn nhỏ của phương Tây. Và hiện nay, cuộc chiến cũng đã lan rộng ra ngoại vi. Khu vực Biển Đỏ cũng xảy ra xung đột, khiến năm 2024 trở thành một năm có nguy cơ lớn đối với toàn cầu. Nhiều trận động đất mạnh vượt quá cường độ 7 độ Richter liên quan đến nhiều lục địa châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Hiện tại những lời tiên đoán về động đất cũng đang bắt đầu được chứng minh. Cuối cùng, mời các bạn cùng chúng tôi nhìn lại nội dung dự đoán khác của Annan cho năm 2024. Đầu tiên là giải thưởng ABR sẽ được thúc đẩy bởi chiêm tinh học của các ngôi sao. Sự chuyển động của nhiều hành tinh như sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt cho Mỹ, dẫn đến cuộc nội chiến chưa từng có tại quốc gia này. Hiện tại, Mỹ đang trải qua một giai đoạn hỗn loạn và bất ổn. Phương diện chính trị, kinh tế, bầu cử và nhiều vấn đề khác đều ẩn chứa nguy cơ. Nếu không xử lý nhanh chóng và chính xác, sẽ gây ra nhiều hệ lụy. Trong năm nay, tác động chiêm tinh học sẽ đạt đến đỉnh điểm với sự chuyển động của nhiều hành tinh như sao Hỏa, sao Thổ và mặt trời, mang lại nhiều cơ hội phát triển tích cực cho nhiều quốc gia, đặc biệt là châu Á, bao gồm phát triển về kinh tế, công nghệ, quân sự và ngoại giao. Sự mạnh mẽ và ảnh hưởng của họ sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trên trường thế giới. Dự đoán thứ ba là châu Âu cũng đang đối mặt với sự thay đổi và thách thức trong năm nay. Trong thời kỳ chuyển đổi và điều chỉnh, cùng với các vấn đề về di cư như Brexit, hành vi khủng bố nhập cư gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế và xã hội châu Âu. Ngoài ra, châu Âu cũng sẽ chứng kiến một cuộc bầu cử quy mô lớn trong năm nay, bao gồm các vị trí quan trọng như Quốc hội Liên minh châu Âu, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức. Tất cả sẽ mang đến một thách thức mới. Về Ấn Độ, dự đoán thứ 5 của Annan cho rằng quốc gia này đang đối mặt với những thách thức và khó khăn cấp bách như biểu tình xã hội, tham nhũng chính trị, suy thoái kinh tế và kiểm soát dịch bệnh. Tất cả đều ảnh hưởng đến tiến độ phát triển và ổn định của đất nước. Năm 2024 sẽ là một năm có tác động quan trọng đối với Ấn Độ bởi những nguy cơ tiềm ẩn nghiêm trọng. Ấn Độ có thể sẽ xảy ra xung đột, xích mích với các nước láng giềng trong năm nay, thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh. Cuối cùng là tình trạng thiếu thốn lương thực sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Theo dữ liệu khoa học, nhiều quốc gia trên thế giới trong 2 năm qua đang phải đối mặt với sự thiếu hụt lương thực trầm trọng. Cùng với các vấn đề về khí hậu và an ninh lương thực, sự leo thang của xung đột ở vùng khô cằn cũng sẽ là hậu quả khiến 58 quốc gia cùng hơn 258 triệu người bị ảnh hưởng nặng nề. Qua sự thay đổi đặc biệt của sao Mộc, Annan thấy được một số xung đột bạo lực, thậm chí là chiến tranh sẽ bùng nổ vào cuối năm nay. Nhiều người cho rằng các dự báo tiên tri của Annan dường như đang dần ứng nghiệm, khiến họ cảm thấy hoang mang. Quay trở lại vấn đề núi lửa ở Iceland, liệu sự phun trào này có tiếp tục hay không? Mời các bạn để lại ý kiến của mình trong phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.